Chào tất cả quý anh chị và các bạn nha. Chào quý cô bán trong và ngoài nước. Xin thưa quý vị, ngày hôm nay thì lại đến và trò chuyện cùng quý vị. Hôm nay thì có một cái câu chuyện muốn chia sẻ cùng quý vị. Anh chị có tưởng tượng nổi không? Ôm đất nền suốt 4 năm mà cái người ôm á, họ chỉ mong bán được bằng giá mua vào thôi. Thì nói thẳng với quý vị câu, câu chuyện này là câu chuyện rất là bình thường trong giới đầu tư bất động sản. Cái giai đoạn mà sốt nóng xong rồi sau đó rớt xuống một thoáng, nó xuống dưới đáy của cái thị trường luôn. Thì hầu như á, là những anh chị nào á, mà ôm đất nền trong cái giai đoạn sốt nóng á, là bây giờ á, là coi như là te tua tả tơi luôn. Bây giờ mong rằng nó bán được bằng cái giá mua vào hả? Mơ luôn. Thậm chí có nhiều người là bán lỗ nửa giá luôn anh chị các bạn. Đặc biệt là trong cái thời gian vừa rồi là những cái câu chuyện mà đi lên trên đồi chè săn đất nè, đi lên trên núi săn đất, đi vào trong giữa những cái rừng cao su, rồi những cái khu vực giáp biên giới săn đất cái kiểu. Bây giờ te tua tả tơi luôn, bán nửa giá chưa chắc có người mua luôn. Và hiển nhiên là bây giờ những cái câu chuyện như vậy nó rất là nhiều luôn chị các bạn. Và bây giờ đây nè, tại những cái khu vực thành phố lớn luôn nha, bây giờ nó cũng khổ không thể nào tả luôn. Cái giai đoạn á, mà sốt nóng á, thì giá nó lên cao ngất ngưỡng luôn à, mua nghĩ rằng tăng gấp đôi, gấp ba cái kiểu. Nhưng mà giờ sao? Giờ thì coi như là đừng nói gấp đôi, gấp ba, bán bằng giá mua vào là mừng rồi. Và ở đây thì trên một số phương tiện truyền thông báo chí, họ đưa ra một số cái trường hợp cụ thể như thế này à, chia sẻ quý vị để quý vị tham khảo chơi đây ha. Sở hữu lô đất thổ cư hơn 50m2 tại thành phố Thủ Đức, anh X rao bán vài lần nhưng bất thành. Lý do không bán được là bởi vì người mua trả dưới giá anh rao bán. Anh chào bán lô đất với giá là 2,8 tỷ đồng bằng cái mức giá mà anh mua vào hồi cuối năm 2021. Tuy nhiên hầu hết bên mua trả giá chỉ là 2 đến 2 tỷ rưỡi đồng, khiến anh không thể nào bán được. Và theo nhà đầu tư này, mua nền đất 4 năm, giờ anh chỉ mang bán thôi, anh mang ra bán mà mong rằng á, là bán được bằng giá mua vào để thu lại dòng tiền. Dẫu vậy, suốt nhiều tháng tìm khách mua, lô đất này vẫn chưa có chủ. Thực tế trường hợp như anh X không hiếm trên những cái thị trường tại những khu vực đô thị lớn à, cái này là bình thường lắm chị các bạn à. Chắc quý vị cũng nhớ là sau cái đợt mà Covid-19 rồi vân vân á, là coi như là sau đó những nhà đầu tư họ đổ xô nhau họ đi mua quá trời luôn đó, mua ở Hóc Môn nè, mua ở Củ Chi nè, rồi mua ở Cần Giờ nữa chứ. Rồi thời điểm đó mình nhớ cái thị trường ở Cần Giờ nó sôi động mà nó tăng gì mà nó tăng luôn, tăng kinh khủng luôn. Và cái giai đoạn đó hả, mọi người đi mua rần rần đùng đùng, và hiển nhiên là phải có lời nha chị các bạn. Mua cái giai đoạn đó có nhiều người là lời được 10-20% là có đó. Nhưng mà quan trọng á là người ta họ kỳ vọng ha, họ kỳ vọng là sẽ lời được nhiều hơn, nên bởi vậy đuổi. Rồi sau đó thì cái luật bất động sản thay đổi à, thay đổi quá trời quá đất, thay đổi đủ thứ các kiểu và thể loại, thay đổi từ bảng giá đất, thay đổi tới những cái vấn đề giao dịch các kiểu, rồi bắt đầu là cái gì siết về những cái vấn đề phân lô bán nền các kiểu thể loại hết ha. Nên bởi vậy nó nhiều lắm chị các bạn. Và thậm chí có nhiều người đang nói rằng ấy, chờ một vài năm nữa thì đất nền sẽ lên ngôi à. Nói chung là nhiều nhà đầu tư á, vẫn đang cho rằng là giá chung cư thì khá là cao rồi, thì cần phải chuyển hướng vào đất nền, bởi vì những năm tiếp theo đất nền sẽ lên ngôi. Không biết bản thân anh chị thì anh chị có suy nghĩ như vậy hay không nha. Chứ còn mình nói thẳng với diện câu, bây giờ mình thấy cái nào nó cũng mắc hết trơn á. Bây giờ trung bình á, một cái căn hộ á, mà anh chị đi kiếm á, là cái khoảng tầm 35 triệu một mét vuông, hoặc là 40 triệu một mét vuông ha, tức là dưới 40 triệu mét vuông á, đó khoảng 35 triệu mét vuông á là tuyệt tích trong thị trường luôn á.
À, hiển nhiên là những cái khu vực nào đông dân cư nha, chứ đừng có nói là coi như ở xa tít mù khơi mà không nói nha. Đó, ở khu vực ở Sài Gòn đi anh chị mà thử đi kiếm coi. Đó, nội mà mấy cái căn hộ mà ở Hóc Môn á, trước kia á, hả, họ đưa giá nhiều, có 1,2 tỷ, 1,4 tỷ một căn, thậm chí là có cái thời điểm lúc đầu mới bán là có 800 triệu một căn thôi. Nhưng á, mà bây giờ sao, bây giờ lên nó hỏi nha, trời ơi, toàn là ngót nghét 2 tỷ hết rồi, không có giỡn đâu nhiều quyền, ngót nghét 2 tỷ đồng luôn nha. Đó, còn một trong những cái báo cáo của Savills Việt Nam gần đây á, là họ ghi nhận á, là cái mức giá trung bình á, là khoảng tầm 68 triệu đồng trên một mét vuông. Vậy thì quý vị thấy không, nó đâu phải đơn giản đâu, mà cái giá chung cư nó đã vậy rồi thì đừng nói giá của những cái khác ha. Đó, bữa vừa rồi thì mình cũng đi xem cái đợt chào giá, chào bán cái kiểu những cái chung cư thuộc dạng trung và cao cấp tại thành phố Thủ Đức, và cái mức giá đưa ra là coi như là chóng mặt luôn, là cả 100 triệu đồng trên một mét vuông, còn có nhiều chỗ là tới là gì 130 triệu đồng trên một mét vuông. Còn xem một số cái lốc mà họ chào bán ở khu vực quận 2 thì giá coi như là chóng mặt luôn chị Quỳnh, thật sự là kinh khủng luôn, không có đơn giản đâu. Rồi, và hiện tại thì mình thấy cũng có nhiều người họ cũng cầm tiền tỷ trên tay ha, rồi họ bắt đầu họ về phía Nhân Trạch, Đồng Nai, thì họ cũng đang gom đất ở Nhân Trạch, và họ nghĩ rằng là trong thời gian nữa khi mà có cái cầu nối qua Nhân Trạch ha, rồi khu vực này hạ tầng hoàn thiện, thì trong vòng 2 đến 5 năm nữa thì sẽ ok lên chị Quỳnh. Thì mọi người cũng đang suy nghĩ như vậy. Còn đối với một số mà người ở trên Lâm Đồng thì cũng có một số bạn bè mình họ đang kỳ vọng rằng cái thị trường ở cái khúc mà Bảo Lộc anh chị các bạn sẽ tăng tốt trong thời gian tới. Thì trước kia thì săn đất ở Lâm Hà, Lạc Dương rồi các kiểu đủ thứ hết trơn á. Cái bây giờ quay 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 lại cái cuối cùng cũng gom lại chỗ là thành phố Bảo Lộc, rồi vùng ven của thành phố Đà Lạt vậy thôi. Còn bây giờ những cái rẫy cà phê, rồi những cái đồi view đẹp, rồi những cái chỗ này chỗ kia trên đó là bây giờ cũng thôi ngáp thôi, chứ bây giờ làm gì đó. Nếu anh chị nào mà thử hôm nào đi Di Linh đi đó, rồi anh chị quẹo vô cái mé mà đường đi vô cái hướng đi qua Lâm Hà đó, đi vô mấy cái thủy điện rồi này kia vân vân đó, rồi vô sông Đồng Nai, anh chị thấy hả, bây giờ đất hả để trời ơi để trống không luôn, cũng phân lô cũng bán nền, nền vài trăm mét vuông rồi nền 1.000 mét vuông cái kiểu đủ thứ á, nhưng bây giờ để trống không à, cũng dân Sài Gòn, dân Hà Nội, dân Hải Phòng, rồi dân các nơi Bình Dương rồi Bà Rịa Vũng Tàu lên ôm đó, bây giờ ôm ngồi thở oxy ở trên luôn. Còn nếu mà anh chị nào mà đi về mé Bình Phước đi, thì anh chị đi về hướng hướng Quảng, thì anh chị sẽ thấy bây giờ là có nhiều người là hoảng luôn chứ Quảng gì nữa. Đó, cũng cái đợt mà gì là đồn lên là sân bay Hướng Quảng đồ đó, biết bao nhiêu người nhảy lên đó rồi xong mắc kẹt cái nơi đó luôn. Nó từ một cái vùng quê yên bình đất rẻ òm, nói chung ai cũng có thể mua được, nó xây nhà xây cửa làm ăn được, cái tự nhiên đẩy riết lên đẩy thành tiền tỷ luôn. Cái bây giờ cũng để không thôi chứ làm gì, nói chung là đơn giản là ông nào ở xa ôm thì bây giờ coi như là ôm ngồi thở thôi, còn dân địa phương ở đó thì đất họ đầy mắc mớ gì, coi như họ đi mua giá cao của mấy ông làm gì. Và bây giờ cái người trẻ mà họ ra họ lập nghiệp đi thì họ mua của mấy ông làm gì, đúng không, ba mẹ họ ở đó hoặc họ về thì họ cứ họ kiếm xem thử là dân địa phương có ai bán miếng đất họ rẻ rẻ hay không, cắt 5 mét 10 mét gì đó rồi họ mua họ xây cái nhà rồi xong, chứ việc gì cứ tự nhiên đi mua mấy cái phân lô làm gì. Anh chị cứ tưởng tượng anh lên tới Bình Phước mà coi như muốn chạy xa tít mù nữa, nó đi vô tới rửa giữa rừng cao su luôn, cái xong rồi cái đi mua 100 mét vuông, 150 mét vuông thổ cư. Ủa mua thổ cư đó làm gì, bây giờ xây nhà ai ở, ai dám ở, rồi xây nhà cho ai thuê, nó thẳng luôn dân địa phương
Cho họ thuê họ cũng thèm thuê, họ chê nữa chứ đừng có nói. Tại vì đơn giản đất họ tính bằng ngàn mét vuông, bằng chục ngàn mét vuông, họ thuê mấy cái căn nhà có 100 mét vuông để làm cái gì, nó xây nhà còn chết nữa, để không là coi như đã thấy mệt rồi, chôn vốn rồi, xây còn đuối nữa. Rồi ok vậy hôm nay thì có một chút xíu những câu chuyện muốn chia sẻ trò chuyện của quý vị vậy thôi. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị, chúc quý vị mọi điều tốt lành trong cuộc sống nha, bye bye.